Trước mỗi đầu năm học, việc lựa chọn ngôi trường luôn là vấn đề được rất nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm và trăn trở, đặc biệt là đối với các em chuẩn bị bước vào bậc phổ thông trung học. Chọn được ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt sẽ mang lại ý nghĩa rất lớn cho tương lai của các em sau này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trường Trung học phổ thông Việt Âu là một trong những cái tên nổi bật được nhiều học sinh và các bậc phụ huynh nhắc đến và lựa chọn. Nhà bác học
nhớ là t một nhân t một bằng t hai nhân t hai thì chúng ta có thể là kiểu là t, chúng ta có thể viết lại là t nhân v bằng hằng số, nghĩa là áp suất nhân với thể tích sẽ là không đổi trong một quá trình. Hai, chúng ta có thể viết dưới dạng nữa là áp suất tỷ lệ nghịch với thể tích. Và cô sẽ ôn lại phần tiếp theo cho các bạn, đó là đường đẳng nhiệt. Thì đường đẳng nhiệt nó sẽ tồn tại trong nhiều hệ tọa độ. Đầu tiên cô sẽ nhắc lại hệ tọa độ POV. Thank you.
một định luật sắc ra là trong quá trình đảm tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối, thì mình có thể biết áp suất tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối hay mình có P chia cho T bằng hàng số. Và nội dung tiếp theo cần nhớ trong quá trình đảm tích đó chính là đường đảm tích. Thì ở đây cô sẽ xét hệ tọa độ P O T. Trong hệ tọa độ P O T các bạn đã được học, đường đảm tích là đường thẳng nếu kéo dài sẽ đi qua góc tọa độ. Đường thẳng nó chỉ là một đường này thôi, nếu kéo dài nó thì sẽ đi qua góc tọa độ, chứ đường đảm tích không đi qua góc tọa độ. Và trong hệ tọa độ thứ hai đó chính là hệ tọa độ VT. Trong hệ tọa độ V thì đường đảm tích là đường thẳng giống như bên kia, có hình chiếu vuông góc với lại thể tích. Đây chính là đường đảm tích. Các bạn nhớ nhé, có hình chiếu vuông góc đường đảm tích là nếu chúng ta kéo dài nó ra, chúng ta kéo dài ra thì nó sẽ vuông góc với lại trục thể tích. Và như vậy thì cô và các bạn đã ôn xong đường đảm tích. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần thứ ba, đó chính là đảm áp. Đảm áp là quá trình biến đổi trạng thái có P1 và P2. Cô đã xét hai trạng thái là P1 và P2. Thì áp suất của trạng thái P1 sẽ bằng với áp suất của trạng thái P2. Nếu P1 bằng P2 thì từ phương trình trạng thái khi lý tưởng ta sẽ rút gọn P1 và P2 đi. Thì ta sẽ gọi là biểu thức P1 chia cho T1 bằng V2 chia T2. Và đảm tích, xin lỗi, đảm áp thì chúng ta sẽ có định luật gây sắc. Và tại đây chính là nội dung của định luật gây sắc, thể tích tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. Và phần cuối cùng chúng ta gặp ôn đó chính là đường đẳng áp. Tương tự như bên kia cô sẽ có, ở đây đường đẳng áp thì cô sẽ xét trong hệ tọa độ VOT.
đầu VOT. Đường đẳng áp là đường thẳng, nếu kéo dài sẽ đi qua góc quả bóng. Đường đẳng áp trong hệ tọa độ VOT nó là một đường thẳng, và các bạn nhớ nha, phần kéo dài sẽ đi qua góc tọa độ, chứ đường đẳng áp không đi qua góc tọa độ. Và trong hệ tọa độ thứ hai coset đó chính là hệ tọa độ PT. Đây chính là đường đẳng áp, và các bạn nhớ nhà hình chiếu với lại chúng ta kẻ vuông góc thì nó sẽ kẻ vuông góc với trục áp suất. Hoặc chúng ta có thể từ đây chúng ta có thể suy ra đường đẳng áp trong hệ tọa độ POV. Tương tự các bạn nhớ nhé, trong hệ tọa độ POV thì đường đẳng áp nó cũng là một đường thẳng. Nếu cô kéo dài đường thẳng này ra thì nó sẽ vuông góc với lại trục áp suất, mà gọi là hình chiếu của đường thẳng vuông góc với lại trục áp suất. Như vậy là cô và các bạn đã ôn xong lý thuyết của chương 5. Cô nhắc lại, đầu tiên các bạn cần phải nhớ kỹ cho cô đó là phương trình trạng thái, khí lý tưởng và các đại lượng. Quá trình thứ nhất là quá trình giảm nhiệt, quá trình thứ hai là quá trình giảm tích, và quá trình thứ ba là quá trình đẳng áp. Rồi bây giờ các bạn hãy ghi bài vào cho cô nha. Chúng ta vừa ôn xong phần lý thuyết. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng áp dụng phương trình trạng thái khí lý tưởng để giải các bài tập nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ có bài số 1. Một lượng khí xác định có áp suất là 1 atm, thể tích là 30 lít, cho khối khí giãn thở đạt nhiệt đến thể tích 50 lít thì áp suất chất khí thay đổi như thế nào? Nếu chúng ta trước mắt là chúng ta phải tìm áp suất P2 so với lại áp suất P1 thì chúng ta sẽ biết nó thay đổi như thế nào. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau tóm tắt đề bài. Đây cô ban đầu cô có trạng thái này, cô gọi là trạng thái số 1. Trong trạng thái 1 cô có áp suất là 1 atm, nghĩa là cô có P1 bằng 1. Nè các bạn nhớ nha, cái đại lượng nào cần thì các bạn gạch chân lại cho dễ nhìn chút xíu. Thứ hai là có thể tích 30 lít, thể tích V 30 lít. Nghĩa là V1 bằng 30. Và các bạn chú ý cho cô đây, đây hai chữ đẳng nhiệt. Đẳng nhiệt nghĩa là nhiệt độ sau bằng với nhiệt độ ban đầu, hay nói là T1 bằng với T2. Đây bây giờ chúng ta sẽ sang trạng thái thứ hai. Trạng thái 2 có thể tích 50 lít. Ở đây nghĩa là cô có V2 bằng 50. Áp suất chất khí thay đổi như thế nào? Muốn biết thay đổi như thế nào, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm áp suất P2 trước. Vậy chúng ta có P2 bằng 0.V2
và cho về cho nó mình quá trình đảm nhiệt. Nhắc lại, đảm nhiệt nghĩa là nhiệt độ T không đổi, nghĩa là T1 bằng với lại T2. Thì từ phương diện đảm trạng thái khí lý tưởng, cô sẽ rút gọn T1 và T2, như vậy cô sẽ còn biểu thức của định luật Boyle-Mariot. Như vậy ở đây chúng ta sẽ áp dụng cho công thức của định luật Boyle-Mariot. Theo định luật Boyle-Mariot, mình có P1 nhân V1 bằng P2 nhân V2. Và bây giờ chúng ta sẽ thay số vào nha. Mình có P1 là 1, V1 là 30 bằng P2 đang tìm, P2 là 50. Các bạn lấy máy tính, ra bấm và kiểm tra đáp án của tôi nha. Ở đây cô sẽ bấm máy tính và cô suy ra được áp suất P2 bằng 0,6. Mình có đơn vị là azimuth, nghĩa là A, B, M. Các bạn kiểm tra lại giúp cô xem đúng không nha. Như vậy đề bài hỏi chúng ta là áp suất chất khí thay đổi như thế nào. Thì các bạn thấy ban đầu áp suất là 1 azimuth, nhưng mà sau khi biến đổi thì nó chỉ còn lại là 0,6. Như vậy chúng ta thấy là 0,6 nhỏ hơn 1, nghĩa là áp suất đã giảm. Vậy ta có thể kết luận, vậy áp suất giảm bao nhiêu thì chúng ta sẽ lấy áp suất ban đầu trừ đi áp suất sau, là chúng ta sẽ lấy 1 trừ đi 0,6 bằng 0,4 a t b azimuth. Như vậy chúng ta sẽ có là áp suất giảm 0,4 azimuth. Và chúng ta đi xong bài tập số 1. Bây giờ chúng ta sẽ vào câu bài tập số 2. Một bình kính chứa khí oxy ở nhiệt độ 40 độ C và áp suất là 10^5 Pa. Nếu đem bình đến nơi có nhiệt độ là 80 độ C thì áp suất khí trong bình là bao nhiêu? Trước tiên cô và các bạn sẽ cùng nhau đi tóm tắt đề bài. P2 chia cho T2 là bằng
đây chúng ta có V1 bằng với lại V2. Các bạn nhớ nha, mình kiếm cái là cạnh tích cái là diện tích bằng nhau. Vậy chúng ta rút gọn hai diện tích đi, chúng ta cần biết thứ này. Bây giờ chúng ta chỉ cần thay số ở bốn bên lý ra ha. P1 là 10/5 chia cho T1 là 313. P2 đang đi kèm. T2 là 353. Rồi bấm máy tính và suy ra được giá trị P2 sắp xỉ. Các bạn lấy máy tính kiểm tra lại phép tính của cô xem cô tính đúng hay sai nhá. Là 1,13 nhân 10/5 Pascal. Đấy, như vậy chúng ta đã xong cái ví dụ thứ hai. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau làm bài tập số 3. Đề cho chúng ta thể tích của một khối khí ở 0 độ C và một atmosphere là 22,4 lít. Bây giờ tóm tắt thì cô sẽ chia phần bảng thành hai phần. Trạng cô gọi đây là trạng thái số 1. Trong trạng thái 1, cô có nhiệt độ là 0 độ C. 0 độ C thì cô sẽ gọi là độ K, là lấy 0 cộng 273 bằng 273 K. Áp suất là 1 atmosphere là P1 bằng thể tích là 22,4 lít. P1 bằng 22,4 lít. Trạng thái 2. Trong trạng thái 2, người ta đã cho mình khối khí ở 200 độ C, nghĩa là có nhiệt độ T2. Vậy chúng ta sẽ có T2 bằng 200 cộng 273 sẽ bằng 473 K. Trạng thái 2 đề cho chúng ta thêm áp suất là 4 atm, là T2 bằng 4. Và yêu cầu chúng ta tính thể tích, nghĩa là trạng thái 2, nghĩa là tính thể tích P2 bằng. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng phương trình trạng thái khí lý tưởng. Mình có phương trình trạng thái khí lý tưởng là P1 chia T1 bằng V2 chia cho T2. Như vậy số liệu đã có sẵn rồi, chúng ta sẽ thay số vào. Có P1 là 1 nhân V1 là 22,4. Chia cho nhiệt độ T1 là 2,3. Áp suất P2 của mình là 4 nhân với lại V2 đang đi tìm. Chia cho nhiệt độ T2 là 4,3. Đó, bây giờ các bạn hãy lấy máy tính bấm và kiểm tra lại cùng cô nào. Từ đây chúng ta suy ra được V2 sẽ được kết quả là xấp xỉ 9,7 lít khí. Rồi, vậy chúng ta đã xong cái ví dụ số 3, câu hỏi bài tập số 3. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng sang bài tập số 4. Chúng ta có đề bài tập số 4 như sau. Một khối khí lý tưởng ban đầu có thể tích là 10 lít, áp suất 1 atmosphere và nhiệt độ là 27 độ C, được biến đổi trạng thái qua hai quá trình liên tiếp. Quá trình từ 1 sang 2 là quá trình đặc tích và áp suất tăng lên 2 lần. Quá trình 2 sang 3 là quá trình đặc áp. Thể tích sau cùng là 15 lít. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm hai ý. Câu A, tìm các thông số còn thiếu. Câu B là vẽ đồ thị biểu diễn trên hệ trục POV. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tóm tắt để giải quyết đề bài này nha.
để cho chúng ta làm. Bây giờ cô gọi trạng thái ban đầu là trạng thái 1. Là vậy tóm tắt cô có trạng thái 1 gồm có các dữ liệu sau. Trước tiên là có thể tích là 10 lít. Vậy cô có V1 bằng 10 lít. Áp suất 1 atmosphere là mình có V1 bằng 1 và nhiệt độ là 27 độ C. Mình có T1. Các bạn nhớ lấy 27 cộng với lại 273. Mình sẽ thu được là 300. Và như vậy cô có trạng thái ban đầu là trạng thái 1. Và bây giờ lượng khí này nó sẽ biến đổi sang hai quá trình. Các bạn nhớ nha. Quá trình từ 1 biến đổi sang 2 thì cô có trạng thái ban đầu biến đổi sang trạng thái thứ 2. Vậy trong trạng thái 2 thì mình sẽ có các dữ liệu nào theo đề bài cho nè. Từ 1 sang 2 là quá trình giảm tích, nghĩa là thể tích từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 là không đổi. Nghĩa là cô có V2 không đổi so với V1 nên V2 bằng V1 và bằng 10 lít. Tiếp theo đề cho là áp suất tăng 2 lần. Áp suất tăng 2 nghĩa là mình có V2 sẽ tăng lên 2 lần so với V1, vậy là bằng 2 lần V1. V1 là 1 với 2 nên 1 sẽ là 2 atmosphere. Như vậy thông số còn thiếu ở đây chúng ta chính là nhiệt độ T2 bằng hóa chất. Như vậy chúng ta đã tóm tắt xong trạng thái 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tóm tắt tiếp. Sau quá trình từ 1 sang 2 nó biến đổi tiếp từ quá trình 2 sang quá trình 3. À, từ quá trình 2 sang quá trình 3 thì cô sẽ có tiếp trạng thái thứ 3. Trạng thái 3 đề cho chúng ta là cảm áp. Và các bạn nhớ nè, từ 2 sang 3 cảm áp nghĩa là mình có T3 bằng với lại áp suất T2. Mà áp suất T2 của mình ở bên này chúng ta có mắt là bằng 2, bên này sẽ là 2. Và đề cho chúng ta tiếp tục thể tích sau cùng là 15 lít, nghĩa là V3 bằng 15. Như vậy thông số còn thiếu ở đây cũng chính là nhiệt độ T3. Như vậy chúng ta câu A này, đề tài yêu cầu tìm các thông số còn thiếu chính là đi tính nhiệt độ T2 và nhiệt độ T3. Bây giờ cô sẽ áp dụng phương trình trạng thái khí lý tưởng. Thì các bạn nhớ ở đây nè, mình có 3 trạng thái, cho nên phương trình trạng thái của mình lúc này sẽ là P1 nhân V1 chia cho V1 bằng V2 nhân V2 chia cho V2 và bằng tiếp trạng thái 3, nghĩa là bằng V3 V3 chia cho V3. Nhớ nhà ở đây mình có 3 trạng thái thì mình sẽ có 3 trạng thái này đều bằng nhau. Đây bây giờ cô muốn tìm T2 thì các bạn nhớ đây mình có P1 V1 chia T1 bằng P2 V2 chia cho T2. Thì số bước tách ra cùng bằng này, cô sẽ tách ra đi. Trước tiên cô tìm T1 thì cô có P1 V1 chia T1 bằng V2 V2 chia cho V2. Rồi cô thay số vào. P1 là 1 nhân V1 là 10 chia cho nhiệt độ T1 là 300.
nhân với lại V2 là 10. Và đang thực hiện nhiệt độ T3. Rồi dưới đây các bạn hãy bấm máy tính giúp cô nha. Sau khi bấm máy tính thì cô sẽ thu được kết quả là và 15.
15. Bây giờ số 10 và 15 chia tỷ lệ ra thì chúng ta thấy hai số này đều chia được cho 5. Như vậy chúng ta thấy là 10 chia cho 5 sẽ được 2, thì tôi sẽ lấy 2 ô. Rồi, 1 ô. 2 ô. Vậy đây sẽ là 10 đấy. Rồi, 15 chia cho 5 sẽ được 3, thì tôi sẽ lấy giá trị đây là 15. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nối các điểm này lại với nhau. Rồi thứ nhất ta có áp suất là 1, V là 10. Rồi các bạn đánh số lại như đợt này lên. Và các bạn lưu ý nha, ở đây hai thông số này là loại trạng thái 1, cho nên cô sẽ viết trên này là số 1, nó ngoặc lại. Bây giờ cô sẽ tiếp tục biểu diễn trạng thái 2. Cô có áp suất là 2 và V là 10. Áp suất là 2 chia qua, chúng ta có V bằng 10. Rồi cô sẽ biểu diễn tiếp trạng thái số 3. Áp suất là 2 và thể tích là 15. Rồi đây là trạng thái 3, cho nên cô sẽ ghi số 3 và đóng ngoặc lại. Chúng ta đã có 1, 2 và 3. Bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn này. Từ 1 sang 2 là quá trình bình đẳng. Từ 1 sang 2 là quá trình đẳng tích. Rồi đây là trục thể tích. Thì hồi nãy trong phần ôn tập cô đã ghi cho các bạn rồi. Ở đây là trục V. Vậy thì đường đẳng tích sẽ là đường thẳng có hình chiếu vuông góc với lại trục V. Vậy cô sẽ nối số 1 và số 2 lại với nhau để 1 điểm 2 lại. Chúng ta biểu diễn tiếp tục. Từ 2 sang 3 là quá trình đẳng áp. Các bạn thấy là áp suất 2 và với lại áp suất 3. Nếu kéo dài ra đường là đường, nếu đường kéo dài hoặc là hình chiếu của đường này thì nó sẽ vuông góc với lại trục áp suất. Như vậy thì đúng với lại lý thuyết hồi nãy mà cô đã cho các bạn ôn tập. Rồi như vậy là bài tập số 4 của chúng ta đến đây là xong. Các bạn ghi bài với cô nha. Qua bài tập số 4 mà cô và các bạn vừa làm, nghĩa là từ một bài tập chúng ta sẽ vẽ được một đồ thị. Bây giờ sang lại bài số 5 thì sẽ ngược lại một xíu nha. Ở đây cô cho sẵn một đồ thị và một số thông số, thì chúng ta sẽ tìm các thông số còn lại. Nghĩa là từ đồ thị các đưa ra, chúng ta đưa ra các thông số còn lại. Và bây giờ thì cô và các bạn sẽ cùng đọc đề. Một lượng khí lý tưởng biến đổi trạng thái theo đồ thị. Bên là đồ thị này. Cho V2 bằng 6 lít, V3 bằng 3 lít. Tính các thông số áp suất, nhiệt độ và thể tích còn thiếu ở các trạng thái. Bây giờ chúng ta sẽ đi tóm tắt dựa vào cái dữ liệu thứ nhất là đề bài cho. Cái thứ hai là trên đồ thị đã cho một số dữ liệu rồi. Thì những cái dữ liệu nào còn thiếu, các thông số nào còn thiếu thì cô và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm. Bây giờ chúng ta sẽ tóm tắt. Nhìn trên đồ thì các bạn thấy chúng ta sẽ có 3 trạng thái. Trạng thái 1, trạng thái 2 và trạng thái 3. Vậy cô sẽ chia phần này thành 3 phần.
V3 cho chúng ta V2 bằng 6 lít và V3 bằng 3 lít. Như vậy tôi sẽ liền lên đây. Trạng thái 2, cô có V2 bằng 6 lít. V3 bằng 3. Như vậy chúng ta sẽ đã có được hai thông số rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ dựa vào đồ thị. Trên đồ thị chúng ta thấy là đây là trục áp suất và trên này thể hiện là 3 atmosphere. Từ trạng thái 2 sang trạng thái 3 các bạn thấy này, là đường thẳng có hình chiếu vuông góc với áp suất, nghĩa là từ 2 sang 3 là quá trình đẳng áp. Cô nhắc lại, đường thẳng 2 sang 3 có hình chiếu vuông góc với lại trục áp suất, cho nên từ 2 sang 3 là quá trình đẳng áp. Như vậy chúng ta sẽ có áp suất P2 và áp suất P3 bằng nhau, và nhìn trên trục số chúng ta thấy số 3. Nghĩa là đề bài cho chúng ta P2 bằng 3 và P3 cũng bằng 3. Tiếp theo các bạn nhìn lên đây. Từ ở trạng thái 2 các bạn nhìn xuống, thấy chúng ta có nhiệt độ là 600K. Như vậy chúng ta sẽ bấm tắt lên. Đây là T2 bằng 600K. Như vậy ở trạng thái 2 chúng ta đã có được 3 thông số là 6, 3 và 6, 3, 600. Vậy chúng ta đã đủ rồi. Bây giờ kiểm tra lại trạng thái 3. Trạng thái 3 chúng ta đã có V3 và 3 lít và áp suất là 3 atmosphere. Như vậy chúng ta còn thiếu nhiệt độ T3 và hỏa dẫn. Rồi chúng ta lại nhìn tiếp trên đồ thị nha. Từ quá trình 3 sang quá trình 1, các bạn từ quá trình 3 sang quá trình 1 là đường thẳng. Nếu cô kéo dài xuống hoặc hình chiếu của nó sẽ vuông góc với lại nhiệt độ. Như vậy chúng ta phải lưu ý nha, từ 3 sang 1 vuông góc với nhiệt độ thì đây chính là đường đẳng nhiệt. Đẳng nhiệt nghĩa là nhiệt độ T3 bằng với lại nhiệt độ T1 nha. Nhiệt độ T3 bằng với lại nhiệt độ T1 và bằng hỏa dẫn. Chưa biết chúng ta đang đi tìm vì trên đồ thì không thể hiện đó. Như vậy chúng ta sẽ chưa biết được nhiệt độ T1, ta sẽ để đây đúng không ạ? Và như vậy ở đây chúng ta cũng chưa biết được áp suất P1 bằng bao nhiêu, và cũng chưa biết được thể tích V1 bằng bao nhiêu. Rồi các bạn hãy cùng cô nhìn lên đây tiếp nha. Cô cho một tọa độ POT từ quá trình 1 sang quá trình 2 là đường thẳng. Nếu kéo dài sẽ đi qua gốc tọa độ O trong hệ tọa độ POT thì đây chính là đường đẳng tích. Các bạn nhớ nha, trong hệ tọa độ POT đường thẳng nếu kéo dài sẽ đi qua gốc tọa độ O là đường đẳng tích. Vậy mình sẽ có thể tích V1 bằng với lại thể tích V2. Mà V2 trong đề bài cho chúng ta là 6, như vậy suy ra nhiệt độ V1 cũng chính là 6. Xin lỗi, thể tích V2 bằng 6 lít thì thể tích V1 cũng là 6. Và như vậy chúng ta còn thiếu các thông số nào? Thứ nhất là T3, T1 và áp suất V1. Như vậy các thông số còn thiếu thì chúng ta sẽ dùng phương trình trạng thái khi biết được đề giải nó. Ở đây cô có 3 trạng thái thì cô sẽ biết phương trình của cô là P1, V1 chia T1 bằng T2, V2 chia cho T2. Mình có trạng thái 3 nữa thì nó sẽ là P3, V3 chia cho T3. Chúng ta thấy trạng thái 2, trạng thái 3 chúng ta dữ liệu đã gần đủ rồi. Vậy đầu tiên cô sẽ xét phương trình sau. Đó là cô xét P2, V2 chia T2 bằng V3 chia cho T3.
Bây giờ chúng ta chỉ việc thay số vào và tính kết quả nha. Ở đây mình có P2 là 3, P2 là 6, chia cho P2 là 600, 3, P3 là 3, nhân P3 cũng là 3, chia cho nhiệt độ T3 đang đi tìm. Là các bạn hãy bấm máy tính và kiểm tra lại kết quả giúp cô xem đúng hay không nhé. Cô sẽ thu được nhiệt độ T3 bằng 300 và nhớ đơn vị là ga thêm pin. Là như vậy chúng ta cô đã tìm được T3 rồi. Thì cô sẽ điền thông số T3 lên đây. Ở đây mình có T3 bằng 300. Mà T3 cũng chính bằng T1, như vậy ở đây chúng ta đã tìm được nhiệt độ T1 rồi nha. Vậy bên này cũng có nhiệt độ T1 là 300 ga. Vậy chúng ta chỉ còn là duy nhất đó là thông số của T1, áp suất T1. Tiếp tục chúng ta áp dụng phương trình trạng thái khí nước lửa. Cô sẽ áp dụng cho trạng thái 1 và trạng thái 2. Thì cô sẽ có là T1, T1 chia cho T1 bằng P2, P2 chia cho T2. Hoặc các bạn có thể dùng phương trình của trạng thái 1 bằng trạng thái 3 cũng được nha. Vì ba cái này là như nhau, không thể đổi. Rồi cô thay số vào, cô sẽ có P1 chúng ta đang đi tìm, P1 là 6, nhiệt độ T1 là 300 ga chúng ta mới tìm ra, T2 là 3, P2 là 3, P2 là 6. Rồi, T2 là 600. Bấm máy tính và kiểm tra lại kết quả giúp cô. Từ kết quả này cô sẽ thu được áp suất P1 là bằng 1,5 atmosphere. Đây, như vậy bài tập áp dụng số 5 đã xong. Như vậy bài tập số 5 của chúng ta đã xong. Các thông số còn lại đã đầy đủ. À các bạn nhớ nha, điền thêm 1 bằng 1,5 lên đây. Các bạn nhớ chép bài và học bài đầy đủ với cô nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Sắp tới ngày lễ 30 tháng 4 rồi. Nhớ ở nhà học bài và làm bài nhé. Đừng có đi ra đường nhiều nha các em. Xin chào.